Thân thấu chính của chúng ta đó chính là một cái cây điều ước ạ. Và xin được chia sẻ với tất cả quý vị, đây là một cái cây điều ước mà đạo diễn Lý Hải chuẩn bị rất là nhiều những cái điều ước, những cái lời chúc tích cực gửi gắm đến những điều may mắn và đẹp đẽ nhất dành tặng cho tất cả quý vị khách trong chương trình hôm nay. Và bây giờ thì anh Hải có nói với em là nhờ mọi người đến với cây điều ước nè, xong rồi mọi người cứ lựa chọn cho mình một cái lá giống như là cái lọc của mình vậy đó, để chúng ta nhận được những cái điều may mắn, những cái lời chúc tốt đẹp cho chương trình ngày hôm nay, và có thể chia sẻ với tất cả mọi người khi mình nhận được cái lời chúc tốt đó đến từ anh Lý Hải à. Xin mời mọi người đừng ngại, chúng ta đến với cái điều ước để chắc kinh cũng như là mình thấy những cái Đà Lạt một năm 14 lần 4 mùa. 14 là hình như thế 14 mùa anh. 14 lần 4 mùa. 4 lần một năm 4 lần 4 mùa. Một năm bốn lần bốn mùa. Dạ, mùa nổi tay thật lớn dành cho cái điều chúc đầu tiên dành cho anh Lợi à. Anh thấy như thế nào khi mà đó là cái lời nhắn nhủ mà Lý Hải gửi đến anh? Rất là vui và anh thấy rất là thú vị. Một năm mới được đi bốn mùa Đà Lạt, rất là thú vị. Anh đang về bước sang gì thật? Vâng nào, và anh nghĩ hình như là không biết rằng lần mặt bảy lần này có những cái quay trên Đà Lạt hay không mà đại diện Lý Hải chúng ta gửi gắm như vậy. Nhưng mà nếu như tất cả chúng ta đều biết được rằng đó chính là Đà Lạt, một vùng đất rất là đẹp, phải không anh?